Chú bị đau cổ vai gáy nhiều vậy bao lâu rồi hả chú? Lâu rồi. Lâu rồi ha. Dạ. Chú đau ở chỗ vị trí sao kể con nghe coi. Đau cổ. Dạ. Vết lằn xuống tới bây giờ nó lằn ra hai lần. Rồi, mà nó đặc biệt nó nhiều hơn vào lúc mà trời lạnh đúng không? Dạ, lạnh này nó nhiều hơn. Vậy bây giờ cái bệnh của chú á là mấy cái bệnh mà nó thường nặng hơn vào mùa lạnh. Nha, nó kêu bằng đau vai gáy hay đau cổ vai gáy nha, đau từ cổ lan xuống vai, đôi khi nó xuống tới cột sống thắt lưng nữa. Thì cột sống thắt lưng nó cũng là cái vùng do cái cột sống mà cơ nó chi phối nha. Thì cái đau đó nó cần nghỉ ngơi nhiều ha. Và phải có những cái bài tập của lý trị liệu và uống thuốc hỗ trợ nha. Thì bây giờ con sẽ cho chú hỗ trợ thêm bằng cái bài vật lý trị liệu nha. Ở đây thì nó có mấy cái máy nó hỗ trợ, bao gồm là laser nha, bao gồm là cái xung kích, xung điện để hỗ trợ cái cơ của mình nó giãn ra, nó đỡ đau nha. Rồi, và cái bài này nó cần cái sự kiên trì, thì mình sẽ không phải chỉ tập một lần mà nó hết. Mà nhiều khi mình phải tập nhiều tuần, nhiều tháng thì nó mới hết được cái đó. Nhưng mà đỡ phải sử dụng thuốc nha. Để chứ sử dụng thuốc lâu dài thì nhiều khi nó ảnh hưởng tới gan, tới thận thì kia nó không tốt nha. Rồi, ngoài ra thì chú có cái đau lưng nữa đó, thì con đề nghị chú là phải cử nằm võng nha. Không có được nằm võng nè. Rồi, không có được nằm mà kê cao đầu này nha. Rồi, ngủ ban đêm cũng hạn chế nằm nghiêng nha. Chỉ nên nằm ngửa hoặc nằm sấp để giữ cho cái cột sống mình nó sống nha. Xin chào hết thảy quý vị khán giả. Hôm nay tôi xin được nói về vấn đề đau vai gáy, đặc biệt của bà con mình trong cái mùa lạnh này, là cái mùa mà Tết gần về thì cái thời tiết nó cũng trở lạnh và trời se se lạnh này thì bà con mình rất là thích. Tuy nhiên là có một cái bệnh lý mà nó rất dễ xảy ra vào cái mùa lạnh này, đó là cái bệnh đau cổ vai gáy. Thì cái bệnh này nó thường xuất hiện ở cái vùng dưới của cái chẵm đầu, tức là cái vùng mà bà con mình hay nằm mà tựa cái gối vào đó. Thì đôi khi mình nằm cái gối nó cứng quá hoặc nó cao quá, nó sẽ làm bà con mình bị đau. Và cái đau này nó sẽ nhiều hơn vào khi trời lạnh, thời tiết mà nhiệt độ hạ xuống thì đau nhiều hơn. Nó sẽ lan vào hai cái vùng vai hai bên, lan ra hai vùng vai hai bên. Và đôi khi nó còn lan xuống hai cái tay và làm cho bà con mình có cảm giác hơi tê tê, mỏi mỏi cái vùng vai, rất là khó chịu. Và nhiều bà con khi tới khám cũng than phiền về cái chuyện rất là khó ngủ. Khi mà nằm xuống mà ngủ á, thì tựa đầu vào đó thì nó rất là đau. Và đặc biệt là khi mình làm việc nhiều, một ngày sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cái hiện tượng này nó xuất hiện á, nó nặng hơn, khó chịu nhiều hơn và đôi khi là làm cho mình mất đi một giấc ngủ. Và nhiều bà con mình tới khám á thì cũng hay kể về một cái vấn đề á, là khi đau cái vai gáy này á thì nó làm cho bà con bị tê tai. Thì cái tê này nó cũng rất là quan trọng, đôi khi mình dễ chẩn đoán nhầm với một cái thoát vị địa đệm cổ hay là một cái hội chứng ống cổ tai. Do đó nếu bà con mình nó có đau ở vùng cổ vai và gáy, mà đặc biệt và xuất hiện vào cái mùa mà nó trở mùa, khi mà thời tiết nó bắt đầu se se lạnh á, thì nên đến khám với các bác sĩ để được điều trị và tư vấn. Đối với những cái trường hợp đau cổ vai gáy thông thường á, thì cái nguyên nhân chính thường là do cái thoái hóa cột sống và cái đau cân cơ vùng cổ gáy. Thì cái đau này á, mình điều trị rất là đơn giản, mình chỉ cần cho bệnh nhân uống thuốc, nghỉ ngơi và tập những cái bài tập vật lý trị liệu rất là đơn giản thì cái đau nó sẽ giảm và nó sẽ không có tái phát lại. Tuy nhiên nếu như mà chẩn đoán sai, mình cho một cái thuốc giảm đau quá liều hoặc là nó có cái thoát vị địa đệm đi kèm thì khi đó cái điều trị nó sẽ trở nên cực kỳ nặng nề và phức tạp. Do đó khi bà con mình mà có ai có những cái triệu chứng đau vùng cổ vai gáy thì nên đến khám với các cái trung tâm y tế có những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh tốt, ví dụ như các cái máy MRI, đặc biệt là các cái MRI 3 Tesla, thì khi đó bà con mình sẽ được cho chụp chiếu các hình ảnh thật là đầy đủ để có thể đưa cho mình cái chẩn đoán chính xác. Và khi đó thì cái điều trị nó sẽ trở nên rất đơn giản, đôi khi cũng chẳng cần phải uống thuốc, bà con mình chỉ cần được hướng dẫn các cái bài vật lý trị liệu cộng với cái việc nghỉ ngơi đúng cách thì mình sẽ hết cái đau cổ vai gáy và giải quyết được dứt điểm cái vấn đề mà bà con mình thường đến vào cái mùa mà Tết nó gần kề rồi. Xin cảm ơn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.